Xin chào bạn, hôm nay đại lý tôi xin giới thiệu bạn cái bộ bồn cầu một khối có mã hiệu là MS188VKE2. Đây là bồn cầu nắp rửa cơ. Thì cái thân cầu lúc chúng ta nhận hàng thì sẽ có hai bộ phận khác nhau. Bộ phận thứ nhất là thân cầu là CVK188V là xuất xứ Thái Lan, còn cái nắp là TCVK07S ha, xuất xứ Indonesia. Thì cái nắp rửa cơ này á, là nắp rửa cơ chỉ có một chế độ nha bạn. Một chế độ là xạ là rửa đại tiện thôi, không có rửa cho nữ. Và kích thước bồn cầu này thì bồn cầu này có chiều dài là 722, bề ngang là 420 và chiều cao từ sàn lên kết nước là 655 mm. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn tổng quan qua bồn cầu này một lượt rồi chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Thì cái bồn cầu này á, thì nó có thông số chuẩn là 305 mm. Nó bao gồm cho chúng ta là van khóa, dây cấp nước, con thọ rời và không bao gồm bít nối sàn. Đối với nắp rửa cơ này cũng sẽ có sẵn là cái tê chi nước cho cái nắp ha, nên chúng ta gần gần như không, chúng ta không cần mua thêm cái gì. Thân cầu đây là thân cầu thân kín ha, đó thân kín và nó tương đối đầy đặn, dễ dàng vệ sinh. Cái két nước thì vuông vức ha, phía trên thì nó hoàn toàn là thẳng ha, do là nó sử dụng chiêu ổ xạ gạt 4,8 một lần xạ ha, thì nó sẽ không có cái lỗ hay gì trên đây và chúng ta để đồ vật lên đây cũng khá thuận tiện. Bồn cầu này thì sử dụng chế độ xạ là Torado. Torado là có hai đường nước xạ ha, tạo lực xoáy trong lòng cầu thì nó sẽ êm ái hơn là đối với xạ thẳng. Ngoài ra thì cái viền xung quanh đây nó sẽ không có lỗ gì hết, chúng ta vệ sinh lau chùi nó đỡ hơn. Và ngoài ra đặc biệt là đối với dòng cầu này sẽ có cái lỗ đẩy Z ở đây thì nó dễ dàng đẩy chất thải đi nhanh hơn, và trong lòng cầu thì được tráng một lớp men là Toto Sinventech. Đối với cái nắp rửa cơ này á, thì đây là dòng nắp rửa cơ giá rẻ nên nó chỉ có một chế độ rửa thôi. Thì cái nắp này á, thì thường thì khách hàng chúng tôi thì thường nó sẽ phù hợp chúng ta lắp những nhà vệ sinh công cộng hoặc là có nghĩa là chủ yếu là nam giới, bởi vì nó chỉ rửa đại tiện thôi ha. Thì sản phẩm này thì hiện tại đang được trưng bày ở showroom Toto Tuấn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán cũng như đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.